Chào cả nhà, chào Quang Vy, Quang Vy Thanh. Chào. Chào Tiến nhá, chào Phương. Cảm ơn Tiến Quang. Chào Tuấn La nhá. Bán toàn đồ đều thôi, cứ bán đồ Nhật mà mua về là toàn đồ Trung Quốc. Chào Bùi Thọ nhá. Chào Trọng. Chào Tuyên. Anh Tuấn ơi, anh phải xem lại xem đấy không phải cái chùa anh Tuấn ơi, khổ anh nói ra này. Người ta lại cứ cười em, đây không phải chùa anh Tuấn ơi. Đây là lầu gió anh Tuấn nhá. Phi nó mới khoái anh Tuấn ạ, em thích thế anh Tuấn ạ. Chào ông Thọ nhá. Cảm ơn anh Dũng nha, chào anh Dũng. Chỉ mong nó mát mặt thôi chứ không mong nó gớm mặt anh Dũng ạ. Cảm ơn Trọng nhá. Chào Trọng. Chào Trung nhá. Cảm ơn Trung. Chào Phạm Huy. Chào Lê Minh Thắng nhá. Chào Kiều Tiến nhá. Chào Đạp Phúc Huy. Cảm ơn Đạp Phúc Huy. Thank you.
Lam Thái Bình. Cái này đang ở 189 Nghi Tàm. Đúng rồi, nhà bác Thọ nhá. Cần phải hoàn thiện không nhỉ? Ừ, chưa cần hoàn thiện. Cái này cần gì? Nam Thái Bình đã bảo mong các bác trường thọ để dẫn dắt hàng cây đấy. Còn có mẫu. Chào Đỗ Minh Vương. Cà phê nước chanh. Một cà phê không? Hút. Dạ. Cháu uống trà đây rồi. Đấy. Cháu uống nước chanh được. Để cho cốc chanh, cho cháu cốc chanh được. Tiền tôi nhá. Nào cho chú xếp vào đây. Sao rồi? Xếp vào đây, đứng bên này. À đây xong rồi chú chụp ảnh. Đấy, là hai ông đứng vào đấy cho nó quách cái như này. Hai tóc bạc. Đây này. Cái này là tựa luôn. Không sao, chả sao.
Live stream luôn ạ. Đang phát trực tiếp đấy ạ. Chào cả nhà nhé, hôm nay giới thiệu với nhà cả nhà tác phẩm mới. Rồi, cảm ơn Hoàng Tân, chào Hoàng Tân. Chào chị Thư ạ. Chào Trần Ngọc Tú. Chào cả nhà nhá. Xin chào cả nhà, mời cả nhà ngắm tác phẩm mới. Hôm nay mới xong. Hai cụ thấy không? Ông đứng vào đi tôi cầm cho. Thôi. Ông đứng vào, đứng. Thôi thôi cháu để yên được. Vào chứ về lấy khuôn mặt này. Chú cầm nó rung tay, rung cũng được. Ta à, sao? Đấy. Thằng kia đâu? Thôi mình nó thôi. Đấy. Đây này. Nghệ nhân Hoàng Phúc nhỉ. Con của vua Gia Long đấy. Đứng sát vào đừng xa quá. Đứng cái tay nó phải hướng hướng vào cây đấy như thế nâng niu. Đứng cứ như hời hợt vậy. Rồi. Đẹp quá này. Chào cả nhà. Có cái phông kìa. Anh có khi anh phải quay cái phông hơi déo về đằng trong này. Anh Tùng quay cái phông cho nó déo déo về phía trong này. Đúng rồi. Ừ rồi. Đấy, bên này ra bên kia vào. Chào Hoàng Đức Công nhá, chào Hoàng Tân, chào Phúc Nguyễn. Đấy, hơi thế thôi. Chụp góc nào thì xoay góc đấy. Kia. Giữ. Gió mà. Kéo cái phong là hàng tâm một chắc. Chào Trung Quang. Chào Nguyễn Huyền. Hai người đứng ở trên đâng lên một tí nữa. Đâng lên không lên tí. Đâng không lên tí nữa. Lên nhá, lên nhá. Rồi, đẹp rồi. Rồi, ok, cảm ơn Hoàng Đức Công. Nay mà có phong trời nữa thì còn gì để nói nữa nhỉ? Chào Nam Đinh Lê Hà. Chào Phạm Thành Đất, cảm ơn Phạm Thành Đất nhá. Chào nhà vườn Cảnh Dương. Chào Hoàng Tú. Để yên này để cho nó nét. Chào Hoàng Tân, cảm ơn Hoàng Tân. Cái cây trống này vào nó hơi ấy, hơi đầy. Bỏ ra cũng được, bỏ ra cũng được, không cài sau. Cài sau rồi. Đấy, có sao đâu. Làm ảnh nó bị mất, lét gì đấy.
Ôi bố chào Phi. Chào Giáng Lang, chào Trần Đại Nghĩa, chào Trần Tuấn. Cảm ơn Nam Định, Lê Hà. À, EAK à.